Dạ thưa sư, không biết là việc gọi một người mà người ấy không chứng Phật, không được thọ ký Bồ Tát là Phật là Bồ Tát, thì liệu có tội lỗi gì và mức độ như thế nào vậy ạ? Con thấy có nhiều người thường gọi một số nhân vật là Phật, Thánh, Bồ Tát, trong khi con nghĩ không có căn cứ để nói họ chứng như vậy, mà chỉ là niềm tin và có thể ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân tộc. Con xin cảm ơn sư. À, điều này á được Đức Thế Tôn nói tới ở trong Tạng Luật Phân Tích Giới Tỷ Kheo quyển 1 phần giới bất cộng trụ, cái tội là nói dốc pháp thượng nhân. Thì có một trường hợp như thế này là có những người cư sĩ họ do cái niềm tin cho nên là khi mà họ mời các sư thì họ nói là dạ xin mời thánh tăng vào nhà, thì các vị sư ngần ngại không có vào, tại vì các vị đó là phàm mà người ta cứ gặp các sư các người ta cứ nói dạ mời thánh tăng vào nhà thì người ta không có vào, và về nói thưa lại với Đức Thế Tôn về vấn đề này con nên giải quyết như thế nào. Thì Đức Thế Tôn nói là những người này họ nói do niềm tin thôi. Thì trong trường hợp đó thì mình cứ tự nhiên không vấn đề gì. Từ đó suy rộng ra là ở thế gian này có nhiều khi họ do niềm tin thì họ gọi người này là thánh, người kia là thần, thì đó là việc của họ, cũng không có vấn đề gì để mà mình phải lo, phải bận tâm. Điều quan trọng là mình biết thế nào là một vị thánh, thế nào là một vị Phật, như vậy là đủ rồi. Mình không cần phải tranh cãi, tranh luận đối với niềm tin của người khác. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.